tham gia cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Phẩm 9, xưng niệm các danh hiệu của chư Phật. Lúc bấy giờ Địa Tạng Đại Bồ Tát thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, vì chúng sanh ở vị lai, con nay muốn diện nói về những việc lợi ích đã làm cho họ trong khi sanh khi tử đều được lợi ích lớn. Kính mong Thế Tôn cho phép con nói. Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát: Ông nay khởi lòng từ bi và muốn cứu vớt hết thảy chúng sanh tội khổ trong sáu đường mà diễn nói về những việc không thể nghĩ bàn. Nay chính là lúc ông nên mau nói, ta sắp vào tịch diệt và ông hãy sớm hoàn tất thọ nguyện này. Như thế, ta sẽ không còn phải âu lo cho tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai nữa. Địa Tạng Bồ Tát thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, vào thở quá khứ vô lượng vô số kiếp, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Nếu có nam tử nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này và tạm sanh lòng cung kính, thì liền siêu việt 40 kiếp sanh tử trọng tội, hào hướng là đắp vẽ hình tượng và cúng dường tán thán. Người đó sẽ được vô lượng vô biên phước báo. Lại vào thuở quá khứ hằng hà sa kiếp, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Bảo Tánh Như Lai. Nếu có nam tử nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này và chỉ trong thời gian khảy móng tay mà phát tâm quy y, người ấy vĩnh viễn sẽ không thối chuyển nơi đạo vô thượng. Lại vào thuở quá khứ có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Hồng Liên Thánh Như Lai. Nếu có nam tử nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này chừng thoáng qua tai, người ấy sẽ được sanh 1000 lần lên trời, sơn 6 tầng trời ở cõi dục, hà huống là trí tâm xưng niệm. Lại vào thuở quá khứ bất khả thuyết vô số kiếp có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Nếu có nam tử nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này và chỉ một niệm quy y, người ấy sẽ gặp vô lượng chư Phật xoa đảnh thọ ký. Lại vào thuở quá khứ có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Sở Ưng Đoạn Dĩ Đoạn Như Lai. Nếu có nam tử nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này rồi chí tâm chiêm ngưỡng, đánh lỡ hoặc tán thán, thì người ấy ở tại pháp hội của 1000 Đức Phật trong kiếp hiền sẽ làm Đại Phạm Thiên Vương và được thọ thượng ký. Lại vào thở quá khứ có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Thánh Quán Như Lai. Nếu có nam tử nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này, họ vĩnh viễn sẽ không đọa đường ác, luôn sanh vào cõi trời hay nhân gian và thọ hưởng an vui thù thánh vi diệu. Lại vào thở quá khứ vô lượng vô số hằng hà sa kiếp có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Bảo Thánh Như Lai. Nếu có nam tử nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này, họ sẽ không bao giờ đọa đường ác, thường sanh lên trời và thọ hưởng an vui thù thánh vi diệu. Lại vào thở quá khứ có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Bảo Tướng Như Lai. Nếu có nam tử nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này và sanh tâm cung kính, người này không lâu sẽ đắc đạo ứng chân. Lại vào thở quá khứ vô lượng vô số kiếp có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Pháp Y Tràng Như Lai. Nếu có nam tử nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này, họ sẽ siêu việt 100 đại kiếp nghiệp tội sanh tử. Lại vào thuở quá khứ có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Nếu có nam tử nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này, người ấy sẽ gặp được chư Phật nhiều như các sông Hằng đỡ rộng thuyết pháp cho họ, người ấy chắc chắn sẽ thành tựu Phật Đạo. Lại vào thuở quá khứ có Tịnh Nguyệt Phật, Sơn Vương Phật, Trí Thánh Phật, Tịnh Danh Phật, Tịnh Danh Vương Phật, Trí Thành Tựu Phật, Vô Thượng Phật, Diệu Thanh Phật, Mãn Nguyệt Phật, Nguyệt Diện Phật và Bất Khả Thuyết Chư Phật như vậy. Thưa Thế Tôn, hết thảy chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai, hoặc trời, hoặc người, hoặc nam, hoặc nữ, như họ chỉ niệm được một danh hiệu Phật mà công đức đã nhiều vô lượng, hà huống là niệm được nhiều danh hiệu, các chúng sanh này trong lúc sanh lúc tử
sẽ được những sự lợi ích to lớn cho bản thân và không bao giờ đọa đường ác. Nếu có người sắp mạng chung và hàng viếng thuộc trong nhà, dù chỉ một người vì người bệnh đó mà niệm lớn danh hiệu của một Đức Phật, thì người mạng chung này chỉ trừ năm tội vô gián, còn những nghiệp báo khác đều được tiêu trừ. Năm tội vô gián này tuy là cực trọng vô cùng, cho dù trải qua ức kiếp cũng không thở ra khỏi, nhưng nhờ lúc sắp mạng chung lại được người khác xưng niệm danh hiệu Phật cho họ, nên các tội ấy rồi cũng lần lần tiêu trừ. Hạ huống là có chúng sanh nào tự mình xưng niệm, họ sẽ được vô lượng phước, diệt vô lượng tội. Quy mạng Địa Tạng Bồ Tát, Quy mạng Địa Tạng Bồ Tát, Quy mạng Địa Tạng Bồ Tát. Sammo di soha.